Thật ra thì mình cũng không có gặp Tường Khuê nhiều. Ở đây thì thỉnh thoảng mình biết là Quy cũng làm trong media này kia đó, mình cũng đi nhiều cái đêm nhạc này kia mình cũng gặp. Thứ nhất là trước đây thì mình thấy Tường Khuê cũng là một người có tinh thần. Ở trong những cái dịp như là kỷ niệm về quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay là cái điều gì đó thì thường là mình thích, trước đây mình thích những cái chia sẻ của Tường Khuê, chẳng hạn như khi mà cảm nhận về người lính Việt Nam Cộng Hòa, hay là trong gia đình của Tường Khuê thì cũng là một gia đình đi HO, thì anh cũng có mặc đồ quân phục Việt Nam Cộng Hòa rồi đó. Với lại nếu mà tính về tuổi trẻ đó, thật sự ra ở hải ngoại thì cũng ít có mấy người lắm, tại vì ngoài cái vấn đề nghệ thuật đó, cũng là một người cũng tài năng ở đây là hát cũng hay nè, rồi hát hay mà hát professional chứ không phải là hát kiểu mà ấy. Rồi cũng là một nhà thiết kế thời trang cũng nổi tiếng, hầu như là phần đông các cái ca sĩ hải ngoại đều mặc đồ quần áo của anh hết. Dạ, yeah. Thành ra thì mình cũng mình cũng tiếc cho một cái tài năng như vậy, tại vì nếu mà thật sự ra anh đi theo con đường này thì mình nghĩ là anh sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa, nhưng mà rất tiếc là anh ra đi cũng rất là sớm. Yeah. Thì cũng giống như bao nhiêu người thì mình có những cái quan hệ ngoài xã hội, hay là những cái quan hệ trong nghệ thuật, hay là trong những cái giao tiếp với nhau, thì Quy thấy rằng cái sự ra đi của anh cũng nó cũng gây cho tiếc. Tại vì thật sự ra ở bên hải ngoại này thì cái người mà trẻ mà có đa tài như vậy đó cũng khá ít chứ không phải là nhiều. Đó, nó là như vậy. Tại vì trong cái cộng đồng á, mình cũng giữ lại cái bản sắc, cái văn hóa của Việt Nam của mình, nhưng mà một người đi vậy thì cũng rất là ấy. Thì Quy trong ngày hôm nay Quy đến, Quy cũng chia buồn cùng với lại gia đình vậy thôi. Nhưng mà nói theo cách khác thì mình cũng tiễn đưa một người bạn. Dạ. Yeah. Thì mình nghĩ nếu mà một người trong cái lứa tuổi, nói chung là lứa tuổi của Như Quỳnh thì là hơn tuổi Quy á, lứa tuổi của chị Như Quỳnh á, nói già thì không già, nói trẻ thì không trẻ, nhưng mà cái trong vòng 4 năm mà có nhiều cái tan tóc như vậy đến với gia đình thì cái tinh thần nó cũng ảnh hưởng cũng nhiều lắm. Nên thành ra là mình nghĩ rằng là cũng mong là gia đình vượt qua được những cái khó khăn đó, để mà tại vì đôi khi á, mình dẫu biết rằng là ai cũng có thể đến một cái ngày nào đó, giống như mình cũng vậy thôi, mình đến tuổi nào đó thì mình cũng ra đi, nhưng mà nó là sớm hay muộn thôi. Nhưng mà nếu mà mình vượt qua được cái giai đoạn đó thì mình có thể mình ấy được. Thì cũng mong là Như Quỳnh cũng là một cái ca sĩ cũng nhiều người yêu mến trong cái lĩnh vực nghệ thuật ca hát, thì mình thấy là cũng chia buồn với gia đình, với lại có thể là vượt qua được cái giai đoạn này. Để sắp sửa tới thì cũng còn tiếp tục phục vụ cống hiến cho mọi người. Dạ. Rồi, rất cảm ơn Trương Quốc Huy. Thưa quý vị, đó là lời phát biểu của anh Trương Quốc Huy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính thưa kính đảnh lễ hòa thượng Viên Lý, vị chủ chùa Điều Ngự, đảnh lễ hòa thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự. Kính thưa toàn thể quý anh chị em nghệ sĩ, thân bằng quyến thuộc, các vị có mặt nơi đây, các vị đã đến đây để cùng gia đình của em Lê Lâm Tường Khuê, pháp danh Tuệ Minh, hưởng dương 51 tuổi, đã ra đi. Kính thưa quý vị, sự có mặt của các vị là một niềm hạnh phúc vô cùng cho em Lê Lâm Tường Khuê. Em mới có 51 tuổi, ra đi sớm quá, phải không thưa quý vị? Đặc biệt, người chị, ca sĩ Danh Ca Như Quỳnh và cha mẹ cùng các chú bác, anh chị em có mặt nơi đây với lòng thương tiếc vô hạn, chúng tôi đã nhìn thấy những dòng nước mắt, những dòng lệ thương tiếc em. Em ra đi là một cuộc đi vĩnh viễn, không còn ở nơi trái đất này nữa. Nhưng thưa quý vị, với tấm lòng của các vị, nó còn mãi ở trong trái tim của các vị. Đó là một hạnh phúc của em. Cho nên thưa quý vị, mặc dù em ra đi, nhưng mà bao nhiêu các vị anh chị em nghệ sĩ thương tiếc đã tiễn đưa em với những cái dòng nhạc, những bài nhạc tuyệt vời, những vị ca sĩ tuyệt vời có mặt ở đây. Chúng tôi nghĩ rằng âm thanh thiên nhạc ở cõi trời chúng ta cũng chưa từng nghe, nhưng có thể rằng nói rằng những lời ca, tiếng hát mà tiễn đưa em cũng không thua gì những cái âm thanh ở cõi trời. Đó là một cái hạnh phúc của em, mặc dù em ra đi rất là trẻ, mới 51 tuổi đời. Một vị nghệ sĩ có tài năng trẻ đẹp, nhưng cái số của em chỉ ngang đó mà thôi. Cái hạnh phúc của em là được nhiều người quý mến, thương tiếc và được làm lễ tại chùa Điều Ngự, chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và các vị chư thiên, các vị hộ pháp có mặt ở đây để tiễn đưa em về với Phật. Đó là một hạnh phúc. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng em rất là vui mừng có mặt ở nơi đây. Chúng tôi được sự giới thiệu của Hòa Thượng Viên Huy để nói vài lời tiễn biệt em về cõi Phật và chia buồn với gia đình. Chúng tôi thành thật chia buồn với người chị của em là ca sĩ Quỳnh Như cùng ba mẹ của em, chị em, các cô chú và các vị nghệ sĩ anh chị em thương mến đã đến đây cùng chúng tôi góp lời cầu nguyện chia buồn để tiễn đưa em Lê Lâm Tường Khuê về với Phật. Rồi sự mất mát, không có sự mất mát nào bằng em như em ra đi ngày hôm nay. Nhưng mà thưa quý vị cũng đừng có nghĩ rằng là em ra đi là mãi mãi vĩnh biệt. Cái sự tiếp nối của em còn ở nơi dòng máu của mọi người. Em sẽ trả về nơi cát bụi, và cái dòng cát bụi, cái dòng hơi thở, tất cả mọi cái sự nghiệp, những cái kỷ niệm đẹp của em vẫn còn mãi ở nơi đây. Những cái lời ca, những cái design, những cái chiếc áo đẹp, những cái kỷ niệm đẹp cũng còn ở nơi cái video mà em sẽ giữ cả hàng ngàn năm sau. Và có thể chúng ta có thể đưa
những cái video này vào không gian thì ở trong vũ trụ nó sẽ còn mãi nơi đó. Thì hôm nay các vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta có mặt ở nơi đây mà thôi, các vị chư thiên, các vị thiên thần cùng nhau để đưa em về cõi Phật. Đó là một hạnh phúc vô cùng. Cho nên cái hạnh phúc mà em có ở nơi đây là chúng ta cùng nhau góp lời cầu nguyện. Cho nên cái giờ phút cầu nguyện quý báu nhất mà các vị có mặt nơi đây, chúng ta hãy cùng nhau cho chúng tôi một phút mặc niệm. Kính thưa quý vị, kính vị hãy đứng dậy, hít vào, thở ra với tâm hồn nhẹ nhàng, nghĩ đến em Lê Lâm Tường Khuê, pháp danh Tuệ Minh, đang hiện hữu nơi đây, đang nhìn từ ở phía trên xuống và rất là vui mừng có các vị để tiễn đưa em. Một phút mặc niệm bắt đầu. Cảm ơn quý vị. Với cái tấm lòng quý vị, chỉ một giây phút thôi, em rất là sung sướng, em rất là hạnh phúc. Bởi vì tâm của các vị có mặt hiện hữu nơi đây, trong dòng tư tưởng đó không có ý niệm của buồn phiền, ý niệm của đau khổ, ý niệm của sân hận và ý niệm của si mê, mà lắng lòng đưa em về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Mong rằng Hương Linh, em Lê Lâm Tường Khoe, em đẹp trai quá, có nụ cười, có duyên, má lúng đồng tiền. Em đã xả bỏ với cái thân này, cát bụi trở về cát bụi. Em hãy hướng về Đức Phật A Di Đà, bởi vì nơi cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới vô cùng sung sướng. Em sẽ được ngồi trong hoa sen và được Đức Phật A Di Đà tiếp em về cảnh giới cực lạc để tu tập. Trong cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, tất cả các vị Bồ Tát hóa thân, các vị A La Hán có thần thông tự tại, và khi mà em được Đức Phật A Di Đà đem về để mà ngồi trong hoa sen hóa sanh, là em có thể chứng được 6 phép thần thông, chứng quả A La Hán, có thân sắc vàng tự tại, dạo đi khắp cõi nước mười phương chỉ bằng một cái móng tay, sung sướng hạnh phúc như vậy. Cho nên em hãy hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có hiện hữu nơi đây, ở nơi cái dòng điện đang truyền khắp mười phương, cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà hiện hữu nơi đây. Em hãy lắng tâm với cái tâm thanh tịnh của em, bởi vì trên thế gian này nó không có cái gì hiện hữu bằng cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Em hãy hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thầy quý hòa thượng ở tại chùa Điều Ngự cùng gia đình của em, ca sĩ Quỳnh Như, người chị thương nhớ em vô cùng, các vị nghệ sĩ có mặt ở đây thương nhớ em vô cùng. Em đừng có lo lắng gì nữa, hãy nhẹ gót hài về với Phật, mong Đức Phật tiếp độ cho em vào cảnh giới cực lạc để tu tập con đường giải thoát. Và cầu nguyện cho em ở nơi cảnh giới Phật chứng được quả vô sanh, em về đây để gia hộ cho gia đình, ba mẹ, cô dượng, chú bác, người chị dễ thương, các vị anh chị em nghệ sĩ có mặt ở đây nhiều sức khỏe và làm đẹp cho cuộc đời, dâng tiếng hát lời ca, đem cái văn hóa Việt Nam của chúng ta đến với xứ người. Em hãy ra đi rất là thảnh thơi, chúc mừng em ở nơi cảnh giới cực lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Hòa Thượng Công Thành, Minh Chủ và Thiện Tử. Và điều này thì trước sự